các bạn đã đến với Vita for You và chào bạn Dũng, chào Khánh Linh, chào các bạn hôm nay sinh nhật. Rất là vui hôm nay mình đến đây lần thứ hai và được đứng trên sân khấu và hát một bài hát, gửi tặng hai anh ở bên Úc Châu này nhé. Rồi, lần đầu tiên hát live nhưng mà là thật chứ không phải ông Quân Xanh vừa nãy đâu, ông kia. Ông kia là ông Quân Xanh chắc chắn rồi. Ông kia ông ca sĩ của Quán đúng không? Đấy. Rồi, để gửi tới tất cả các bạn, các anh, các chị, các em bài hát, hẳn bài hát Tổ quốc mình luôn. Tổ quốc, vâng, bài gì? Tổ quốc gọi tên mình. Rồi, trời ơi. Giải điện thoại không có lời. Đôi lòng nghe.